Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Vài bí mật dễ thương của Đức Thánh Cha Francisco. 1. Luôn mang trong người ảnh Đức Mẹ tháo gỡ nút thắt. Anobedas, ký giả của tỉnh Porrentruy, Thụy Sĩ, tác giả cuốn sách Francisco, người Argentina, cho rằng Đức Francisco luôn mang trong người ảnh Đức Mẹ tháo gỡ nút thắt. Trong một buổi canh thức cầu nguyện với Đức Mẹ được tổ chức vào tối thứ Bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2013, tại quảng trường Thánh Pedro, Đức Francisco đã nói: "Đức tin của Đức Maria tháo gỡ nút thắt của tội lỗi. Điều này có nghĩa là gì? Các nghị phụ của Vatican II đã dùng lại một lối nói của Thánh Irene rằng nút thắt của sự bất tuân của bà Eva đã được tháo gỡ bởi sự vâng phục của Đức Maria. Những gì Eva đã trói buộc bằng sự bất tín đã được Đức Trinh Nữ Maria tháo cởi bằng đức tin của Ngài." Năm 1986, sau nhiệm kỳ làm quản giáo cho các sĩ tử dòng tên ở San Miguel, cha Bergoglio đi du học một thời gian tại Frankfurt bên Đức. Trong thời gian này, Ngài đã có dịp thăm viếng bức ảnh Đức Mẹ tháo gỡ nút thắt ở Augsburg. Ngài mang một bản sao của bức hình về Argentina và trở thành một cổ động viên cho phong trào sùng kính Đức Mẹ tháo gỡ nút thắt, lúc đó mới chớm nở ở Argentina. 2. Ơn gọi của Đức Francisco. Đức Francisco khám phá ra ơn gọi nhân một buổi xưng tội. Ngài kể với tuần báo Reuters xuất bản ở Pháp là vào ngày 21 tháng 9 năm 1953, khi Ngài được 17 tuổi. Đó là ngày lễ mùa xuân và lễ của học sinh ở Argentina. Hôm ấy, dọc đường đến nhà ga xe lửa Flores, Ngài ghé lại giáo xứ mà Ngài vẫn lui tới và cảm thấy bị thúc đẩy vào nhà thờ. Đức Thánh Cha nhớ lại: "Tôi vào và thấy từ bên hông nhà thờ có một linh mục tôi không quen đang đi tới gần. Trong lúc ấy, tôi không biết điều gì đã xảy ra cho tôi, nhưng tôi cảm thấy cần xưng tội. Khi ra khỏi tòa giải tội, tôi khác hẳn. Tôi bị thay đổi, tôi trở về nhà với xác tín, mình phải dâng mình cho Chúa." 3. Bỏ lại đằng sau một thời trai trẻ. Các bạn thân nhất của Bergoglio là Oscar và Alberto đều 77 tuổi, tiết lộ về những năm thiếu niên vô tư của giáo hoàng. Những người bạn chí cốt của cậu học sinh Bergoglio gọi là nhóm bạn 10 muchachos, 10 chàng trai, mỗi sáng tụ tập uống cà phê ở quán Etwins gần trường trước khi vào học. Giờ tan học, thỉnh thoảng họ chơi bida ở quán bar gần đó, hay học chung với nhau ở nhà của Joe Bergoglio. Còn cuối tuần thì thường cả nhóm tập trung ở nhà Oscar, tổ chức những bữa tiệc sôi động hay sẵn sàng đi nhảy. Bergoglio nằm trong một nhóm 10 cậu trai cố gắng mời các cô gái đi khiêu vũ. Giữa những ước đoán không ngừng về việc liệu có cô gái nào từng một thời cướp mất trái tim của Joe Bergoglio hay không, những người bạn thân nhất của Ngài tiết lộ rằng chỉ có một người, cô gái tên là Tomcha, đã khiến cho cậu ấy mê mệt. Cô ấy là một cô gái thực sự quá dễ thương, với da bánh mật, tóc nâu, rất xinh. Oscar cho biết: "Tôi không biết ai đã nói chia tay, nhưng Joe đã cảm thấy tiếng gọi làm linh mục và có lẽ biết rằng mối quan hệ này chẳng đi đến đâu." 4. Là giám mục tự nấu ăn. Ông Joe Ignacio Bergoglio, cháu của Đức Thánh Cha Francisco, nói về người bác của mình: "Ngài biết cách làm nhiều loại mì Ý, Ngài thích nấu ăn, dọn bữa cho các bạn bè, tự làm bữa nhẹ cho mình và tự dọn giường. Ngày nay, tất nhiên Ngài không thể vào bếp được nữa, nhưng Ngài dậy sớm, lúc 4 giờ, dọn giường chiếu, cầu nguyện và rồi bắt đầu làm việc ngay." 5. Vị giáo hoàng thích trà mate. Đây là một thức uống truyền thống của Argentina. Thức uống có nhiều caffeine này được uống nóng. Theo truyền thống là trong một quả bầu rỗng ruột với ống hút bằng kim loại. Các lá khô của cây yerba, thuộc họ cây nhựa ruồi holy, được chế trong nước sôi như trà. Yerba được trồng và sử dụng đầu tiên bởi người Guarani, một dân tộc thổ dân ở Paraguay. Thức uống này được du nhập vào trong các cộng đồng thu nhỏ của dòng tên hồi thế kỷ 17, và dòng tên chính là nơi quảng bá cho loại trà này bằng cách xuất khẩu nó đến mức người ta gọi đây là trà dòng tên. Đức ông Guillermo Cacho đặc trách nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha Francisco kể rằng người Argentina ngay từ khi còn bé đã uống trà mate rồi. Còn hơn thế nữa, ngay khi bạn còn bé tí thì mẹ đã cho bạn uống trà mate nguội hơn một chút và pha chung với sữa. Nó biến thành một loại nước pha, một loại trà hơi đặc biệt. Nhưng nó đồng hành với bạn suốt cuộc đời, và rồi nó khiến cho chúng tôi đồng hành với nhau. Uống trà mate khiến cho người ta trở thành bạn với nhau, bởi vì khi bạn uống nó thì luôn luôn có người nào đó cùng uống với bạn. Nó có ý nghĩa gia đình rất là sâu đậm.
6. Thánh giá bạc của Đức Phanxicô. Đức Phanxicô mang một thánh giá bạc mà ngài đã mang từ thời làm giám mục Buenos Aires. Chiếc nhẫn Đức Phanxicô đeo gọi là nhẫn ngư phủ, một biểu tượng uy quyền của ngài. Đây là chiếc nhẫn vàng mạ bạc được thư ký của Đức Giáo hoàng Phaolô VI chuyển giao lại. Chiếc nhẫn của Đức Benedicto XVI được làm riêng, nặng 35 gam vàng ròng. 7. Năng xưng tội. Đức Phanxicô đã thú với báo Troyes: "Tôi là người tội lỗi. Tôi cảm thấy là người tội lỗi và tôi chắc chắn về điều đó. Tôi là người tội lỗi mà Chúa đã nhìn với lòng xót thương. Như tôi đã nói với các tù nhân ở Bolivia, tôi là người được tha thứ. Thiên Chúa đã nhìn tôi với lòng thương xót và đã tha thứ cho tôi. Cả bây giờ tôi còn phạm nhiều điều sai lầm tội lỗi và tôi xưng tội 15 hoặc là 20 ngày một lần. Sở dĩ tôi xưng tội là vì cần được cảm thấy lòng thương xót của Chúa vẫn còn đối với tôi." Theo NBC News, ngày 28 tháng 3 năm 2014, Đức Phanxicô đã gây bất ngờ cho Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ, khi ngài xưng tội với một linh mục bình thường tại Vương cung Thánh đường Thánh Vero. Hôm đó, sau khi giảng về, thay vì đến một tòa giải tội trống để ngồi tòa, Đức Thánh Cha đã đến một tòa giải tội, quỳ gối và xưng tội với linh mục đó. Và có lẽ mọi người còn nhớ, Đức Phanxicô đã có lần thú nhận tội cách công khai khi kể về cây thánh giá mà ngài bỏ trong túi nhỏ đeo trước ngực. "Tôi đã đến một cửa hàng bán hoa ở Buenos Aires bởi vì chúng ta có thể mua những cây thánh giá làm bằng hoa bán trên đường phố. Tôi mua một vòng hoa hồng rồi đến dự đám tang và bắt đầu đặt vòng hoa trên quan tài của một vị linh mục thánh thiện. Tôi nhìn thấy cây thánh giá nhỏ trong tràng chuỗi trên tay ngài. Ngay lập tức, tên trộm trong tâm trí chúng ta xuất hiện trong đầu. Thế là khi đặt vòng hoa xuống quan tài của vị linh mục, tôi đã lấy cây thánh giá từ trong tràng chuỗi. Tôi kéo nhẹ nhẹ tràng chuỗi và gỡ cây thánh giá đó ra. Tôi nhìn vào vị linh mục trong quan tài và nói: xin chia cho tôi phân nửa lòng thương xót của cha." Câu chuyện này xảy ra khi ngài là tổng giám mục Buenos Aires. 8. Đôi giày tham gia vào cuộc trưng bày tại COP21. Đôi giày đen của Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gia nhập cùng hàng ngàn đôi khác tại một buổi triển lãm tại Paris, như là một phần của chiến dịch toàn cầu trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc tại thủ đô nước Pháp từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12 năm 2015. Liên quan đến chuyện giày dép, tại quê nhà, Đức Phanxicô luôn đóng giày nơi một tiệm quen do ông Carlos Samaria làm chủ. Ông cho biết giày mà Đức Thánh Cha Phanxicô mang đơn giản và làm bằng da thuộc màu đen với mũi giày mềm và không trang trí. Sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Phanxicô đã gọi điện cho ông Carlos Samaria: "Xin chào ông Samaria, Bergoglio đây." "Nhưng đây là ai vậy?" "Ông Samaria, Phanxicô đây, giáo hoàng đây mà." Theo chương trình đài phát thanh Brazil, Đức Thánh Cha nói với ông Samaria: "Không đóng giày đỏ nhé, đóng giày đen bình thường như mọi khi thôi." Ông Samaria cho biết: "Ngài không muốn đi giày mới, tôi chỉ sửa những đôi giày cũ cho ngài." Quốc Việt, Báo Công giáo và Dân tộc. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.